Thế là em cầu hôn ảnh. Em cầu hôn rất là nhiều lần. Mà ảnh ổng nói đều là từ ảnh không chối. tiền thì em nói là em có tiền. Ảnh nói ảnh đẻ con không không ai chăm thì em nói em chăm. Kêu là mẹ anh khó tính em nói không sao hết. Có nghĩa là đủ thứ lý do Đủ mà thứ lý em do. đều nói rằng là em sẽ là người gửi những cái lý Dạ. do đó mà ổng vẫn Cũng không chịu luôn. không chịu Em luôn. cầu hôn ảnh tổng cộng là bao nhiêu lần em còn nhớ không? Cũng mười mấy, 20 lần luôn á. Mà Tính không chịu. tính luôn cái thời điểm mà chưa chia tay khúc trước nó phải hơn 20 lần. Trời ơi xem cưng chuyên quá gì đó mà ông Lý này do gì sao em không chịu. Tại vì em sợ lập gia đình lắm. Nhìn vô em thấy có con rồi nó khổ lắm. Hồi xưa em đi làm chung với mấy anh đó em thấy em biện hộ cái lý do là em quen chính con nhỏ trong 9 tháng em nói em muốn lập gia đình. Đúng thì không? Bây giờ em nói tìm là ba mươi mấy thì, rồi thì đó là mình vẫn cứ kiếm mà kiếm người nào mà để mà lập mà không hợp đúng không đó, chỉ là quen đúng chơi thôi đúng không? Vậy sao nhỏ này nó dày mà là không chịu thì sau này mới thấy là vậy là quá hợp luôn. Đúng đúng vậy. Anh hỏi nhẹ cái thôi, điều gì khiến em xúc động khi em kể lại cái câu chuyện này? Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài á, mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh, anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Nhìn anh chồng tôi biết là anh là làm một cái nghề mà có liên quan đến tóc tai đúng không? Dạ không. Bây giờ tôi em đừng làm tùy bói nữa. Cái tóc này là tóc gọi là tự nhiên của mình hay là cưng đi highlight vậy? Dạ tóc tự nhiên. 16 tuổi là tóc đã bạc rồi à? Tóc em tóc bạc rồi hả? Nó không phải bạc mà là muối tiêu chanh. Hồi xưa nó rất là nếu mà từ khi mà có con xong mà nó còn lên gấp 10 lần. Mời hai em giới thiệu cho mình. Dạ em tên Thành. Thành 38 tuổi ạ. Em ở quận 7. Công việc của em là hiện tại đang phụ trợ làm việc, với lại là chủ yếu là nội trợ ở nhà. Nội trợ ở anh nhà. Nội trợ cho nên bạc tóc. Giờ tới vợ của Thành. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hằng. Năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em làm giám đốc công ty mỹ phẩm. Em shipper, em là shipper. Ông làm chung với vợ. Như lại chốt đơn. Đó, ông ngồi cũng còn ông đánh trong chốt đơn. Em livestream của anh này đi ship thôi chứ không được vô bộ phận chốt đơn đâu. Không có cửa đi vô. Đúng rồi, không có cửa vô chốt đơn. Trời ơi, nhỏ dễ sợ luôn, nhỏ nó ship. Trời ơi, tướng tá như thế này lại là một shipper cho vợ. Nhưng mà hạnh phúc đúng không? Dạ hạnh phúc rồi. Quá hạnh phúc rồi. Dạ hai đứa gặp nhau sao nè? Cuối năm á thì lúc đó em có việc đi công tác ra ngoài Hà Nội. Cuối năm cách đây mấy năm đó em nói là nhớ là hình như là 2016 ra Hà Nội đi công tác thì lúc đó em tới sớm quá ra không có cho nhận phòng. Đúng cà phê ngay cái bờ hồ Hoàn Kiếm á. Xong cái em mới nhìn đối diện có một cô gái mà người ta gọi nước, người ta nói giọng miền Nam, nhá qua kêu em người miền Nam đúng không, anh cũng người miền Nam nè, cho anh xin số đi tối rảnh đi nhậu. Anh kêu em bằng chị mà. Lịch sử. Cái lúc đó là mắt của em bị cận, em không có mang kính. Anh này ảnh ngồi xa lắm, trong nguyên một đám gì đó, đám con trai á. Xong rồi đi có anh này ngồi miền Nam mà nói chuyện kiểu hổ báo cáo tròn lắm. Nhìn lóc chóc lôi choi lắm, người ta gọi là chị trẻ trâu á. Tự nhiên cái ông kêu chị người miền Nam hả, em chuẩn bị đi Sa Pa là chị chơi ở lại đi Sa Pa chơi với tụi em không. Ổng lấy mấy ảnh ổng chụp mà em tưởng ổng là nghề photographer hay là nghệ sĩ gì á, chụp bạc cho em số thì em gửi ảnh cho chị. Rồi chị có cho không? Cho luôn, dạ luôn cho. Thấy tủ tre mà lại cho số điện thoại luôn. Đó là lần đầu tiên đi Hà Nội, thấy toàn người Bắc không, nghe có người Nam mừng muốn chết. Đúng luôn rồi. Cái tâm lý đó là có nha, giống như mình đi nước ngoài vậy đó. Dạ. Mà mình gặp người Việt Nam cứ tưởng tượng như bà con thân thuộc từ đời vô hùng á. Tiếp tục bữa đó em rất là đi chơi với bạn bè ngay ngày em nói luôn. Đi chơi là đi nhậu khắp nơi luôn. Xong đến khoảng tầm 6-7 giờ chiều về là đang ăn phở. Tự nhiên có cầm điện thoại có một cô gái nhắn là anh ơi rảnh không chút đi nhậu, sáng mới luôn là hàng Hà Nội đây, sáng mới coi có cô bé cũng đi nhậu, đủ chơi mà thành thiệt ta. Mà đã nhậu rồi đó đúng không? Dạ nếu mà đang nhậu rồi ra đi luôn ngay chỗ phố Tạ Hiện á, phố giống như phố Tây á, ra đó ngồi nhậu luôn. Wow. Mà nhậu hai đứa là nhậu chung với hai đứa rồi chị, hai đứa luôn. Dạ rồi đêm đó là nhậu xong rồi khách sạn ai nấy về hay là ở chung với nhau luôn? Không phải, bữa đó là đáng lẽ là vậy nè, có nghĩa là khách sạn là em lại gọi một thằng bạn ở ngoài ở Hà Nội ra ngủ chung cho vui. Cô này thì cũng vậy, gọi một bà bạn thì lúc đó đâu thể đuổi người ta về được, kỳ lắm. Không lẽ để ta ngủ mình, để ta ngủ mình cũng kỳ luôn nên phải về ngủ. Rồi hôm sau thì sáng ngày hôm sau thì sao nữa, sao hốt hẹn liền hôm qua em xí chỗ liền chứ để dụng mất sáu là qua khách sạn ở chung luôn. Sáng hôm sau mình rủ đi ăn sáng cà phê xong rồi chụp mình này nọ là cũng chuyên nghiệp lắm, chụp các kiểu cũng mấy trăm tấm lận. Về cô này chuẩn bị ra sân bay để bay về Nha Trang, em mới kêu là thôi để em lên phòng em dọn đồ giùm cho. Tao có, tao nói vậy đâu. Chứ là sao anh nhắn tin cho em, anh kêu là em ơi cái phòng anh em thuê nhiêu tiền nó đẹp không, cái phòng mình anh nó xấu quắc. Anh em cho anh lên cái phòng em anh coi
coi thôi cái phòng em nó giống cái phòng anh không. Thì lúc đó là em dọn đồ xong chuẩn bị ra sân bay rồi, cũng đâu nghĩ nhiều đâu, cũng cho lên luôn. Ảnh hỏi số phòng rồi anh nhờ bảo vệ bấm lên, rồi sân lên hốt hẹn luôn. Rồi em đó, em có bị chảy chuyến bay không? Bỏ luôn, đi Sapa luôn. Không, đi về chứ. Mình đi về hả? Mất hàng luôn xong rồi đi về chứ. Vậy á à, vẫn kịp chuyến bay luôn. Dạ kịp. Em đi Sapa quá. Đi vậy Sapa. Dạ. Rồi sau khi đó hai đứa về Sài Gòn rồi liên lạc với nhau như thế nào? Dạ về thì em với lại vợ em vẫn nhắn tin gọi điện thường xuyên. Rồi hàng tháng thì vợ em hay vô thăm em. Ủa vô thăm em là sao? Là em ở đâu? Em ở Sài Gòn. Còn bạn ở Nha Trang. Vợ em ở Nha Trang. Tụi em có nghĩ là tụi em sẽ dài lâu không? Lúc đó không nghĩ gì. Em thì sao Long Thành? Lúc đó em chưa nghĩ tới dài lâu đâu. Thì tại vì tình cảm mình phải tiếp xúc dài thì mới có phát sinh được tình cảm. Đến bao lâu thì em mới phát hiện là cô này cũng đặc biệt ở trong em? Lúc mà cô này cũng đá em, cô đá em cũng chia tay em 9 tháng. Tụi em nhớ là cũng khoảng tháng 5 2017 luôn á. Cô này cổ đi học lớp, người ta khoe gia đình khoe con này nọ, cổ về cổ xỉn cổ về hay sao á, nhắn tin với em là cưới đi. Thì em mới kêu là mình sự nghiệp chưa ổn định, tiền chưa có, hay là cũng rất là sợ baby, mình chăm sóc này nọ rất là sợ, nên em nói thôi không có cưới. Cái cô này cũng nhắn thêm là không cưới gì quen nhau chi vậy. Cái em cũng để ba chấm, cổ kêu không cưới đi, thì thôi chia tay đi. Em nhắn lên như nè, em suy nghĩ kỹ chưa? Giờ em mới kêu là kỹ rồi, kêu ok nếu vậy thì ok. Xong là em chặn sạch từ Facebook, Zalo các kiểu chặn hết. Em chặn. Ừ. Lúc đó em sao? Chuyện chỗ ở luôn. Rồi lúc đó em sao nè? Kiểu như là mình say xong sáng mai mình ngủ dậy mình mở cái điện thoại ra mình thấy tin nhắn á, hoảng quá gọi điện mà thấy bị chặn hết. Thời bây giờ đâu ai gửi email đâu, mà em phải lục ra cái email mà em gửi qua cái email, em viết tâm thư dài luôn á. Em lấy số lạ hay số gì là ông biết số em là ông chặn hết. Tự ái không? Dạ đúng rồi. Em đã hỏi rất là rõ là em suy nghĩ kỹ chưa? Đó, kỹ rồi, mình là người lớn rồi, hơn 18 tuổi rồi, mình phải có chịu trách nhiệm với sự quyết định của mình. Đúng rồi. Em ngủ 3 ngày luôn, nghĩa là không ăn không uống, nghĩa nằm 3 ngày buồn luôn. Buồn đúng không? Buồn cái nằm 3 ngày, tại vì cái thời điểm mà chia tay anh này á là cái công việc kinh doanh của em nó có một xíu vấn đề. Xong rồi đã vừa không có tiền rồi cũng vừa mất tình, nó giống như kiểu như là mình mất hết gì đó. Để ta không cái nằm ở trên giường ngủ 3 ngày không ăn gì hết, cái ba em nói với bé em á, mày lên mày coi chị hai mày còn sống không, cái lên lay cái chân, cái ngóc đầu dậy rồi em lại đi làm xong là quên luôn. Tới 4-5 tháng sau á là công việc kinh doanh mình ổn định rồi á, cái mới nhớ lại ông này. Em nhớ là ngày sinh nhật ổng, lúc mà ổng quen em á, ổng có dẫn thêm thằng bạn của ổng ra chơi để giới thiệu cho nhỏ em gái em. Bây giờ gọi ổng không được thì giờ sẽ tìm bạn ổng môi móc thông tin này nọ, rồi nhờ bạn ổng gửi quà, gửi cáp, gửi hải sản, gửi mua giày mua đồ tặng, rồi mắt kính nước hoa, rồi nói chung là tặng quà ông này. Sao mà lụy tình ổng dữ vậy không biết nữa à. Thương quá à. Dạ cũng không có nói cảm ơn hay là gửi lời cảm ơn nhận quà hay không, mình cũng biết luôn. Ai tới gần Tết á, cái bé em của em á, nó gọi cho ông này rủ đi nhậu thì ổng lại chịu đi, nó dẫn anh theo. Gặp nhau lúc đó là sao? Gặp nhau đang nhậu giữa chừng đang vui, ổng bỏ ông về thúc lút vẫn còn giận để mình ôm vậy á, để mình ôm giữa quán bar vậy đó. Tại vì em hứa với con bé em á là nó rủ em đi nhậu, em hứa nó là em đi là em đi hết tăng một rồi em đi về. Đúng rồi, 12 giờ mấy rồi em đi về. Hồi nãy em có nói là sau cái cú mà cổ chia tay em vậy á thì em mới thấy cổ là quan trọng với em là từ lúc nào? Cô này cổ theo em dữ quá, xưa giờ chưa có ai mà theo mình dữ vậy luôn á. Mà đúng cái ngày sinh nhật của em thì mấy bạn em cũng ra uống cà phê. Thì em cũng ra uống bình thường, xong rồi nó mang thùng quà tặng. Ủa gì vậy? Hai đàn ông mà tặng quà gì không? Thì nó mới kêu không có người tặng cho mày, họ về nhà tự gỡ. Thì về nhà em nhớ những đôi giày với cái bộ đồ hay sao đó. Nhìn thấy món quà là em biết ai tặng rồi, tại vì thằng đó nó rất là dạy gái, nó kết con nhỏ em chỗ này. Nên là kêu cái gì nó cũng làm, thằng đó rất là dạy gái. Cô này rất là lụy, có nghĩa là rất là thương mình, thấy rất là thương mình luôn á. Đương nhiên lúc đó mình cũng có tình cảm với cô này chứ không phải là không. Em nhớ là như 8-9 tháng gì đó thì mình thấy như vậy thì mình mới thay đổi. Trong 8-9 tháng đó em chặn cổ vậy thì em có say nắng cô nào hay là em có một mối tình là trong quen chín ngồi luôn? Trưa đó lại nhắn tin em chín chia tay, là tối đó là ổng đi ăn mừng, ổng quen người khác luôn. Mà em biết luôn, sao em biết được? Sau này ổng kể chứ, quay lại rồi ổng mới kể chứ. Chia tay rồi đúng không? Mà lúc đó em cũng có tuổi, lúc đó là em 33-34 tuổi rồi. Em phải kiếm một người phụ nữ nào đó lập gia đình. Mà em tìm hiểu, mình phải tích cực tìm hiểu. Bố mẹ họ hàng xã hội ai cũng kêu có tuổi rồi lập gia đình đi, thì em tích cực tìm hiểu. Mà em tìm rồi mà không hiểu thì bây giờ phải chia tay thôi chứ sao giờ. 9 tháng em quen có 9 cô gì đâu. Trời ơi, đúng là cũng là thiệt tốn quá. Lúc mà quay lại xong á, khoan, cái vụ quay lại đó là ai là người, dĩ nhiên là em là dẫn thương ảnh rồi. Sau bữa đi quán ba đó, ai là người đề nghị là quay lại?
lúc quen cũng ai đề nghị, mà lúc chia tay thì đề nghị nhắn tin, xong rồi quay lại cũng tự nhiên vậy. Dạ tự nhiên nó tới, dạ, tự nhiên vậy. Cái chị muốn hỏi là sau cái hôm mà đi quán bar mà em bỏ em đi về đó, thì sau đó là gặp nhau ở đâu nữa, có gặp nữa hay không, hay là như thế nào? Sau đó hình như gặp là cũng đi ăn đi uống với thằng bạn đó, thằng bạn nó cũng kết nối. Thích hai vợ chồng kết nối là nhờ thằng đó đó. Một hai lần nữa. Một hai lần nữa và hai đứa quyết định đi lại với nhau. Cột mốc đó là lúc nào? Đợt đó là em với lại bạn của anh này là có hợp tác làm ăn chung. Xong cũng hay liên hệ qua. Xong rồi anh này ảnh mới nói là sao không làm ăn chung với anh mà làm ăn chung với thằng đó như vậy. Đó thì nói ủa anh làm cái gì, thì ảnh đầu tư rồi giống như là chứng khoán ở trên đó đó. Thì ổng nói đó anh làm cái đó đó, muốn làm chung với anh không? Nói là ừ thôi em cũng đang có xíu vốn em gửi anh làm ăn chung. Thấy em bán mỹ phẩm, thấy ảnh nói là em bán mỹ phẩm mà sao không bán cho ảnh. Thì ảnh mới mua cái mỹ phẩm của em về, rồi cứ gọi điện bữa nay xài sao, này xài sao, phiểu hốt xong hốt luôn. Và chủ tán lại, cũng bắt đầu chiều chuộng rồi xong chịu. Chứ trước đó là lúc nào em cũng kêu là làm đám cưới đi, là đưa ra mấy chục cái lý do gì đó. Hay là em cầu hôn ảnh? Em cầu hôn rất là nhiều lần. Ảnh nói là anh không tiền, thì em nói là em có tiền. Anh nói anh đẻ con không ai chăm, thì em nói em chăm. Kêu là mẹ anh khó tính, em nói không sao hết. Có nghĩa là đủ thứ lý do, đủ mà lý em do. Đều nói rằng là em sẽ là người gỡ những cái lý do đó mà ổng cũng không chịu luôn. Em cầu hôn ảnh tổng cộng là bao nhiêu lần em nhớ không? Cũng mười mấy, 20 lần luôn á. Tính luôn cái thời điểm mà chưa chia tay khúc trước nữa, phải hơn 20 lần. Trời ơi, xem cưng chuyên quá gì đó mà ổng lại sao? Lý do gì em không chịu? Vì em sợ lập gia đình lắm. Định vô em thấy có con rồi nó khổ lắm. Hồi xưa em đi làm chung với mấy anh đó, em thấy em bị ngộ cái lý do là em quen chính con nhỏ trong 9 tháng em nói em muốn lập gia đình. Đúng thì không? Bây giờ em nói tìm ba mươi mấy thì, rồi thì đó mình vẫn cứ kiếm, mà kiếm người nào mà để mà lập mà không hợp đúng không? Chỉ là quen chơi thôi đúng không? Vậy sao nhỏ này nó dày mà là không chịu thì sau này mới thấy là vậy là quá hợp luôn. Đúng đúng. Anh hỏi nhẹ cái thôi. Điều gì khiến em xúc động khi em kể lại cái câu chuyện này? Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài à. Mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh, anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Mà em gia đình em thấy gặp anh này hầu như là ai cũng không thích cái tính này hết á. Không có làm họ một người chuẩn để mà có thể là một người chồng tốt để chăm sóc gia đình. Kiểu như là mình cứ đeo đuổi như vậy á. Em nghĩ là anh không có thương mình. Em nghĩ là anh cưới là do em đeo đuổi nhiều quá rồi thôi cứ đại cho vui vậy đó. Chứ thật ra là tụi em cưới về là bắt đầu mới tìm hiểu nhau. Tự nhiên hôm nay nghe chồng em nói thì em rất là xúc động. Hồi nãy là em nghe được cái lời thật của chồng em xúc động về cái suy nghĩ của ảnh dành cho em đúng không? Dạ. Đó giờ chưa bao giờ ảnh nói đúng không? Dạ chưa. Đó là bị đánh giá là trẻ trâu. Bây giờ thì còn trẻ trâu không? Bây giờ là em là người cha chuẩn mực rồi. Chồng sẵn sàng nói em là nội trợ. Chăm dạ, con em là nội trợ. Một ông bố tuyệt vời không? Trời con em là đẻ ra là 100%. Thôi em đừng có nói khen em. Không có phải. Trời ơi không, để vợ nói tôi mới tin. Vợ nói nè, vợ đó. Nói cho chồng sao nè. Trước khi cưới còn có rất là nhiều tật xấu. Ví dụ như anh này là ngày xưa là làm việc làm IT á, cho nên là làm việc máy tính và làm ban đêm. Ban ngày là sẽ ngủ 4 giờ dậy, tắm rửa ăn xong là 6 giờ là ngồi máy tính mới tới 6 giờ sáng. Còn em bầu bì là mình muốn làm gì mày làm. Em mới nói là anh ơi em mang bầu vậy, không ở trong này em đi vô làm dâu mà ở riêng em đâu có biết đi chợ đi búa gì đâu. Ổng nói chứ lớn là không biết mở điện thoại lên bút ráp phút giờ ăn hả, thích cái gì trên đó có hết. Nó hụt hẫng lắm, em vô đây làm dâu thấy hụt hẫng lắm. Tự nhiên đẻ xong y như là hai người khác nhau, tự như là thay đổi hoàn toàn. Thay đổi hoàn toàn luôn, là bây giờ là 5 giờ đã dậy rồi, ban đêm là 10 giờ 11 giờ là phải đi ngủ rồi, cho con bú rồi nấu cơm đi chợ đi ship hàng rồi thay tã cho con rồi con bệnh rồi ru bồng, nói chung là một em mình thành hết. Dạ mình anh thành hết, em không làm gì hết trơn, em chỉ gái có con trai cơ. Dạ con gái. Anh muốn hỏi Thành điều gì khiến cho em thay đổi như vậy? Chắc là em nghĩ là đó là tình cảm và tình yêu của người chồng với người cha mà. Chứ em cũng không nghĩ thôi, em không có lý do gì để thay đổi luôn á. Bạn này bị lỗi dòng nè, lỗi ngược. Ổng nhậu vô ba ly là bắt đầu là đàn ông đàn em ngồi bên cạnh là ổng nhào vô ổng hung. Ổng đậu chứ không đậu xe đó. Ổng la ổng hét lên là ổng ngủ ngáy. Giờ là không nhậu luôn. Một tháng sợ ổng bị stress á, cứ kêu là thôi anh mời bạn đi nhậu đi. Cái ổng nói không, ở nhà với con. Em cứ nhắc ổng đi đuổi ổng đi nhậu hoài. Ổng kêu chứ bây giờ đâu ai thèm nhậu với tôi nữa đâu. Tại mất bạn chứ. Mất bạn. Đuổi hoài ổng đi mất hết bạn. Như hồi tối đây nè, trước khi lên chương trình á,
là em nằm ở nhà thì ảnh mới nói là thôi cho anh đi uống cà phê với bạn. Cái nói đi taxi xuống tới vừa bấm xe xong thấy lại LDT lên cởi đồ, nó ủa sao không đi, thôi ở nhà chứ làm biếng ở nhà chơi con nó nhớ không con, không đi được xíu là nhớ. Ôi, dạ, anh bất ngờ em đúng không á Long Thạnh, cái đứa gái nó giống em hay giống vợ? Dạ giống em à, giống ổng. Ôi trời ơi, bởi vậy thì cái ông đi đâu biết chắc luôn, giống ổng biết chắc luôn á. Người ta nói đúng lắm em, như cái đứa gái á nó là cái người tình kiếp trước của ba nó. Rồi khi em thương con em rồi thì em mới cảm thấy rằng là em quá thương vợ, em có lỗi với vợ nhiều hồi đó. Tức là từ cái đứa con nó làm cái cầu nối cho hai đứa. Em có thấy là nuối tiếc khi mà trước đây mình lại sợ, là sợ có baby chứ. Bây giờ cứ thấy không? Không, bây giờ thì nuối tiếc, nếu mà vậy em sẽ lấy vợ sớm hơn 10 năm. Đó thì bây giờ anh nói. Chỉ có một bé thôi hay là hai? Dạ, dạ. Bây giờ đang, em đang năn nỉ đẻ thêm đứa nữa. Năn nỉ? Mà cái gì cũng chủ động chứ vậy? Thường là vợ chồng em ngại mà kêu mày tao lắm nha. Không cùng lắm là tức cãi lộn thì kêu ông với tôi thôi, bà với tôi thôi. Nhưng mà mỗi lần mà em nói anh thôi đẻ thêm đứa nữa, lỡ rồi em lấy lại dán luôn lần quay mặt mày điên hả hàng. Mày muốn tao nghỉ lầu ở phát tao chưa đủ ba cả hàng, cũng nói em vậy. Đứa nữa là chắc em giống anh luôn. Em kể thật xấu của vậy. Bây giờ gió đổi chiều, gió đổi chiều đi. À, cô ấy làm sao? Anh có nghe được phụ nữ là gia trưởng chưa? Ồ, phải gia trưởng mà. Hôm mà em ngày xưa em nóng tính rồi, bây giờ lấy về em thương vợ thương con em nhịn. Nghĩa là vậy nè, ví dụ như vợ chồng em qua TikTok á, là em góp ý không được gì, em quyết là phải giống như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, là phải làm theo ý vợ em hết. Em chỉ có toàn quyền trong cái bếp của em thôi, là em nấu em làm gì là đó là quyền của em. Rồi, gia trưởng rồi gì nữa, tính xấu kể tiếp em. Là nóng tính nữa, cực kỳ nóng tính luôn. Đã gia trưởng là còn nóng tính dạ, nữa. Stress hay là khách hàng, đại lý hay là vấn đề gì đó em biết. Mà về nhà bắt đầu là sổ vô đầu em. Xong rồi em mới hỏi là tại sao á mà em stress này nọ em xả vô đầu anh. Thì giờ em mới kêu là tôi lấy ông về mà tôi stress không xả đầu ông, tôi xả đầu thằng khác nó đúng tôi sao. Siêu gia trưởng, đúng là siêu gia trưởng luôn. Tôi nói cứng họng luôn hả? Cứng họng mà chứ biết sao, giờ vợ mình mà sao giờ ông lại giờ quýnh nó. À quýnh, chứ chắc là quýnh lại nó nữa, dữ lắm á. Vợ em nó dữ, cái nữa là dữ, cực kỳ dữ luôn. Nó vừa gia trưởng, nó vừa nóng tính, nó vừa dữ, ai làm lợi nó. Rồi mức gì là bán hàng ship hàng cho người ta mà người ta không nhận á, mà đòi được tiền ship luôn. Dữ dội không? Hay không? Trời ơi trời, không ai vịt được, hơi bị bá đạo luôn á. Nhưng mà em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Thực sự là em cũng không có mong muốn vợ em thay đổi gì á. Giống như em kêu là bớt nóng tính đi hay là bớt gia trưởng đi, chắc chắn là sẽ không bao giờ làm được. Đó là bản năng rồi. Mình cưới người ta thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Nếu mà người ta thay đổi thành một con người khác rồi, không còn là cái người mà mình yêu nữa. Nên là em cũng không có mong thay đổi nữa. Nhưng mà lúc em yêu anh em đâu có vậy đâu. Tại vì em giấu chứ không phải vậy. Rồi vậy giờ vợ muốn còn thay đổi gì nữa không? Em đang muốn chồng em đừng có thay đổi nữa. Nghĩa là vậy được rồi. Vậy được rồi. Ổng thay đổi quá là mình thấy nó lạ quá. Với lại là sợ con khác nó hốt mất. Tốt quá, hốt mất. Hiện tại em cảm thấy cái cuộc sống của em như thế nào? Hiện tại em cảm thấy cuộc sống của em rất là hạnh phúc rồi. Yes, đã không? Dạ, đã. Vợ mà nó không chửi, nó không mắng là nhiều khi mình cũng là bất hạnh đó. Mình là bất hạnh nhớ đúng không? Ok. Rồi, không. Còn một điều nữa chị muốn nói với bạn vợ. Em đừng bao giờ nghĩ là cái tính nóng của em không thay đổi được. Em phải nghĩ là em thay đổi được những lúc mà mình thuận thảo với nhau, đúng không? Em nóng tính ok có thể được thì chồng em có thể bỏ qua được, nhưng mà em phải nhớ đến một lúc nào đó, đến một, ví dụ như hôm đó người em nó mệt, nó hơi bị mệt, sức khỏe nó không được tốt, đúng không? Hoặc là em đang bị một cái chuyện gì bực bội trong lòng, đùng cái vợ nó vẫn chứng nào tật nó vẫn nóng, thì lúc đó có thể em sẽ không nhịn được. Và khi em không nhịn được rồi bộc phát lên thì rất là mệt. Ok nha. Thay đổi nha. Xin cảm ơn các em đã đến với chương trình vào một